Vừa qua tại trường Trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi quận 6, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên trực thuộc thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố và quận đoàn 6 đã phối hợp tổ chức chương trình tập huấn trang bị kỹ năng và diễn tập thoát hiểm cứu nạn cứu hộ khi gặp sự cố cho 500 chiến sĩ hoa phượng đỏ, đoàn viên thanh niên, học sinh trung học phổ thông trên địa bàn quận 6. Tại chương trình, các chiến sĩ hoa phượng đỏ, đoàn viên thanh niên học sinh đã được trang bị những kỹ năng như kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng những phương tiện phòng cháy chữa cháy tại trường học, kiến thức về kỹ năng thoát hiểm, thực hành cá nhân về kỹ thuật ứng cứu, phương pháp cứu hộ khi gặp người bị đuối nước, cách ném phao tròn cứu sinh, kỹ thuật cứu người bằng tay không, kỹ thuật leo thang dây thoát hiểm, kỹ thuật thoát hiểm bằng sòng rọc thải chậm và nhảy nệm hơi thoát hiểm. Đặc biệt, chương trình còn thiết kế một tình huống giả định khi 500 học sinh đang học tại các lớp của một trường học thì có sự cố hỏa hoạn. Các bạn học sinh phát hiện và truyền tin từ lý tinh, ứng phó với tình huống và thoát hiểm qua tình huống giúp các bạn học sinh hiểu hơn về cách xử lý khi gặp sự cố nâng cao ý thức cho thanh niên học sinh về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy nắm vững các bước xử lý cơ bản khi có hỏa hoạn xảy ra sử dụng thành thạo có hiệu quả các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy khi mới phát sinh kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố xảy ra tại các công trình như trường học hoặc các cao ốc xử lý được những tình huống khẩn cấp xảy ra trong cuộc sống Chương trình tập huấn trang bị kỹ năng và diễn tập thoát hiểm cứu nạn cứu hộ khi gặp sự cố là chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động trọng điểm trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thoát hiểm và an toàn trong cuộc sống, xây dựng lối sống văn minh hiện đại đối với học sinh toàn thành trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2019. Chương trình sẽ thực hiện 15 chuyên đề kỹ năng tại 15 phường phù hợp với đối tượng học sinh trung học phổ thông như làm chủ thời gian, tâm lý học đường, ứng xử tuổi tiên, ứng dụng mạng xã hội, an toàn thoát hiểm trong cuộc sống hiện đại. Thông qua chương trình diễn tập còn giúp nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ cũng như công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố trong việc chủ động tổ chức cứu nạn cứu hộ và chữa cháy có hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra.